hôm nay là ngày thứ hai chúng ta ở Seoul. Và đáng ra hôm nay theo lịch trình là phải đi cung để mặc hanbok. Thế nhưng mà dự báo thời tiết nói là hôm nay sẽ mưa. Thế nên chúng mình nghĩ là để sáng dậy xem thời tiết thế nào rồi mình quyết sau là có đảo đi không. Là và... sáng dữ chưa? Là đoạn và bọn mình vậy? Đã đặt báo thức là 8 giờ dậy nhưng đoán xem. Yes. Bây giờ ai dậy nào? 12 giờ 2 con dậy thôi cả nhà. Và bây giờ là 1 giờ chiều rồi. Thì chúng mình là chúng ta sẽ đi ăn món bibimbap Michelin ở cây gần khách sạn và sau đó là sẽ đi đi Ikson Dong nha, đi phố cổ Ikson Dong rồi sau đó sẽ về Myeong Dong mua sắm. Yes. Check không ai, chúng ta có fit check nha, hôm nào theo tông nâu nha cả nhà. Yes. Fit check nào. Wow. Chết nhà, em đứng sang tòa nhà bên này đi. Wow, làm con ảnh nha. Hello, sau một đoạn đường dài đi bộ, chúng mình đã đến được nơi. Đây, quán này không biết là có đông không. Nhớ qua menu nha. Mình sẽ là những phần cơm như vậy. Ôi, háo quá. Đây, quán này có Michelin 3 năm liền. Hello, chúng mình đã order 2 suất cơm trộn bibimbap with bulgogi. Đó, và bây giờ chúng mình sẽ có một bạn Chi sẽ hướng dẫn chúng ta cách ăn nha. Nào, bây giờ bạn Chi sẽ... Đó, sẽ là gì? Không biết, gà chua. Gà chua. Đây là giá nha các bạn. Đây là kim chi nha. Đây là gì? Măng. Ừ, úi trộn. Không ai nhìn gì nhá. Đấy, tôi cầm cái này lên đấy, xong một không tưởng đâu là cái gõ gõ không á. Cơm nha. Mời cả nhà. Mình sẽ ăn thử nha. Ngon rồi, chuẩn rồi. Ok, giờ chúng mình sẽ thưởng thức. Bao giờ địa điểm tiếp theo chúng mình sẽ cập nhật nha. Còn béo béo nữa chứ. Phải ra chiêu nấu nữa. Đây là quang cảnh buổi sáng nhà chúng tôi. Hello, bọn Mỹ đã trở lại sau khi về nhà nạp sức và cho chị Chi thay outfit ạ. Vâng. Yeah, let's check. Bây giờ mới là tôi nha. Đó, sáng nay bộ đấy là chị mặc cho nó hợp tông thôi, nhưng mà nó không phải phong cách của chị nên chị cũng thích. Yeah. Chị về chị thay bộ khác cho nó bánh bèo là mới là chị. Bây giờ là bọn mình sẽ ra Ikson Dong để đi cà phê nhá. Cũng zen đồ các bạn. Giờ đang đi. Nắng quá mọi người ạ. Thời báo thời tiết bảo hôm nay mưa thôi mà mình không đi cung thì sao mới hôm nay nắng vỡ đầu. Đấy, hôm nay đi cung phải đẹp không này, trời xanh này. Ôi. Mê nhá. Không một gợn mây. Đấy, thế đây, thế nên là bây giờ bọn mình đang đi ra đường lớn để đi ra bến xe buýt. Đây sẽ tầm kiểu đường phố Hàn trong tưởng tượng của mọi người. Mình đã đi đến nơi. Wow. Ta sẽ zoom cho mọi người thấy. Ok. Chúng tôi sẽ đi xuyên thôi thưa quý vị. Wow. Chúng mình đã dừng lại ở bên một tiệm marshmallow. Bên trong có kem và người ta sẽ khò như thế này. Nha, một chiếc marshmallow ice cream có giá 5.000 won. 100.000 100.000. Tầm 100.000 nha cả nhà. Đây là chiếc marshmallow. Đây là thật là nó sẽ có cái lớp giòn giòn nha. Đấy là một lớp như kiểu marshmallow ở ngoài rất là dẻo. Và tôi đấy là ngọt lạnh của kem. Hợp lý đấy cả nhà. Chắc vị melon sẽ ngon nhất. Ừ, ăn melon hơn. Có thể em mới xoa đấy. Hoặc là kiểu sô-cô-la.
49 bước thì chúng ta đã tìm được cái nhà hàng ấy. Yeah. Cái biển đấy. Đây bây giờ mình sẽ đi vào nhá. Let's go. Bọn mình đang đi tìm ghế nhưng mà đông quá. À, có vẻ như là đã tìm được chỗ rồi. Sau khi có được chỗ ngồi thì chúng mình sẽ đi gọi đồ sơ lược qua một chút menu. I want black tea, cream latte and custard chocolate and strawberry compost truffle custard. Also okay. Tầng cảnh quán nha. Nguyên đang pick up đồ. Đây là khung cảnh. Ở đây các bạn ạ. Ta-da! Và hôm nay là một chút cảm nhận. Và sao vậy em? Cái bột là bột quế mọi người ơi. Giờ mình không ăn quế. Mọi người thử người ta xem cái bột này bột gì. Thôi yên tâm cà cao em ạ. Bất ổn. À không. Lu cả nhà, bánh của chúng mình đã ra rồi. Thật là bánh không phải bánh gì nhỉ? Bánh sắp hồ ấm nha. Sắp hồ là bánh gì không biết? Chưa biết. Rồi sẽ biết. Sắp lê. Và đây là một cốc custard chocolate và một cái là black tea cream latte. Yes. View giữ chưa gọi gì không nhớ. Và đây là một chiếc view rất xinh. Chi đang tác nghiệp. Cả nhà ơi, chúng ta đã rời khỏi quán cà phê và đang chuẩn bị trên đường để đi về nhà cất đồ rồi đi mua sắm. Và qua đó chúng ta nhìn thấy rất nhiều các quán vỉa hè chợ đêm. Mày đang đi gửi khu chợ đêm luôn mày, bên kia có kìa. Chill quá cả nhà. Cái sạp mà các anh chị hay uống soju ở trong phim ấy cả nhà. Chào các bạn. Hai con rất là ngất rồi mọi người, nhưng mà lại thấy cảnh đẹp đằng sau nên là phải phim lại cho nó đẹp. 2 hours later. Xin chào cả nhà, chúng ta đã đến được Myeongdong rồi. Wow, mình đang ở Myeongdong. Chúng ta đã đến nơi và chúng mình đang ở Myeongdong rồi. Thưa quý vị, xung quanh là có rất nhiều dạp hàng và các hàng quán thương hiệu. Đây là ngã tư hả? Chân gà mày ạ. Chưa bắt đầu trận chiến nhưng mà chúng ta đã quyết định mua một bát buki. Bây giờ chúng ta đang ở Olive Young nha cả nhà. Chúng tôi đã sẵn sàng chinh chiến thưa quý vị. Let's go. 1 hour later. Sau hơn một tiếng chinh chiến chúng tôi đã trở lại. Ok. Nào mày đã lấy được những gì? Được đĩa ba, hai lọ này, hai cái tonic bar, một kem dưỡng, hai một lọ lotion, một lọ kiểu kiêu da, và 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 thỏi son. Tao hôm nay mới chỉ lấy được đây là một lọ này. Kem dưỡng, kem chống nắng, nhưng mà nó cứ bán hai tặng một đấy, là tao có phải mua đôi. Kem chống nắng này thế này, nó có bán một tặng một đấy em nghĩ nào. Chống nắng nào mình cũng thích đấy. Cái này thì nâng tông này thích này. Cái này thì thấy bảo là lành tính và gọi là mát. Cái này là kem chống nắng tím của Đài Ba này. Cái lip này chắc về sẽ để tặng. Dầu gội đầu. Cũng một hộp xịt Đài Ba và 3 hộp mặt nạ nha. Mặt nạ gì? Mặt nạ của Numbazine. Mặt nạ của Numbazine. Hello, bây giờ đã là 9:30 tối và chúng tôi... Chúng tôi mong sửa, nhưng mà đóng cửa rồi à? Đóng cửa rồi. À bây giờ là 10 giờ tối rồi và bọn mình đã lấp đầy một cái vali. Bây giờ bọn mình sẽ... Bác sĩ ở bên này, bác sĩ ở bên này.
là bọn mình sẽ vô 3CE. Đóng cửa chưa? 22 giờ. Đóng cửa mọi người ơi. 10 giờ và nó đã đóng cửa. Thay vào đó là chúng mình vào một cửa hàng mỹ phẩm rất xinh. Wow. Rất xinh nha. Thôi vì bên kia không có gì nên chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với đường phố. Ok, start chip liền một phần trước. Các mọi người, mặc dù món này rất đắt nhưng mà Phú Bà Thìn Chi đã cho phép mình ăn. Chúng ta có món lobster with cheese ở đây nha. Thò chi. Yuuu. Nào, đây là chúng mình sẽ mỗi đứa góp thử một miếng. Hello quý vị, có thể review. Xong thì chúng mình đã ăn 3 miếng. Đây, xong rồi chúng mình ăn thêm miếng nữa. Mình thấy là nó rất đậm vị hải sản nha, rất ưng. Có mùi chi, có mùi tôm, có mùi khói, có mùi ớt. Phải ta dòng cái ớt sốt thì nào ấy. Nó phải là ngon nha. Nhưng mà quá wow. Nó ngon nhưng mà không ngon so với giá. Vì tận 400 nghìn một cái càng như thế này. Yeah. 400 rồi. Tao thấy tao đồng ý cho mày ăn hơi sớm ấy. Yeah, nó phải là so với giá 400 thì nó không ngon nhưng mà nó ngon. Yeah. Bye. Mừng mọi người quay lại với food tour ăn uống ở chợ Miêng Đông. Bây giờ chúng mình đang dừng ở sạp mini kimbap. Bulgogi, spicy bulgogi. Đi. Đấy, combo 6 cái là 6.000 won. 120, tầm 220 nghìn nhá. Nào, đi thôi. Không chê anh nghèo. Ê, mày tao muốn mua cái này trong cái cửa hàng này mày ạ. Ừ, tao muốn. Mình bỏ qua mấy hạt ăn mình mua này được không? Mình sẽ vào cửa hàng ăn mình. Đây kiểu tổ sản ăn mình đấy. Chạy quá. Rất tỉnh. Wow. Cái ví của tao sắp đau này mày. Ừ, nó có một cái gói mà nó mix tất cả các vị ở trong ấy. 24 cái này là 24 mini pack vị này. Lần trước con bạn ở lớp tao nó mua tất cả các vị cơ. Đây. Đúng không? Đúng. Ờ đúng rồi đấy. Đúng rồi pack. Nhưng mà cái này thiếu thì lấy luôn. Tao chỉ cần nhỏ. Hello cả nhà. Hello cả nhà, bây giờ là 2 giờ đêm, 2 giờ sáng. Và hai con dẩm quyết định là mang hết tất cả những đồ mà mình đã mua ra để quay chụp. Được chưa? Trời ơi, chúng mình đã mua rất nhiều. Wow, giải hết một cái bàn này luôn. Oh my god. Đây, đó. Ôi, không biết là phải thu cái đống này về kiểu gì nhở. Đấy, đó các bạn ạ, đây chính là chiếc kho nho nhỏ của chúng mình. Ok, 2 giờ sáng rồi. Một mình quay sương sương thì thôi, cho hàng xóm con đi ngủ nha. Bye bye.